Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ VN Express, trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều ngày 6 tháng 7, trả lời câu hỏi về một số ý kiến cho rằng nguyên nhân sự việc ở Đắk Lắk có yếu tố sắc tộc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định: "Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những ý kiến sai trái này." Bà Hằng nói: "Đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, có tổ chức và sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật." Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cũng cho biết các thông tin liên quan đến vụ việc đều được Bộ Công an thường xuyên cung cấp. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ. Trước đó, trong phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22 đến ngày 23 tháng 6 về thực hiện chiến lược chống khủng bố, Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang đánh giá chủ nghĩa khủng bố tiếp tục là mối đe dọa đối với hòa bình, ổn định và phát triển trên phạm vi toàn cầu. Đề cập tới sự việc xảy ra tại Đắk Lắk, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh đây là hành vi khủng bố có tổ chức nhằm vào trụ sở cơ quan nhà nước, cán bộ và dân thường. Ông khẳng định các tổ chức cá nhân trực tiếp thực hiện hoặc đứng sau sẽ bị xử lý tương xứng với mức độ vi phạm. Ông Giang cũng yêu cầu các nước và tổ chức quốc tế liên quan hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong công tác điều tra vụ việc cũng như ngăn chặn các hành động tương tự trong tương lai. Ghi nhận từ Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt và thông tin chi tiết đặc điểm nhận dạng 6 đối tượng liên quan tới vụ tấn công tại Đắk Lắk. Như vậy, tính đến ngày 5 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đặc biệt 6 đối tượng về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo Điều 113 Bộ Luật Hình sự. Bị can bị truy nã mới nhất là Y Hoác Eban, 53 tuổi, dân tộc Ê Đê, chú buôn E Mắp, thị trấn E Pop, huyện Cư Mờ Ga. Công an cung cấp đặc điểm nhận dạng của nghi can Y Hoác Eban là có sẹo chấm nhỏ ngay đầu mày trái. Nghi can này cùng nhóm người thực hiện hành vi tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã, sát hại cán bộ, người dân và bỏ trốn ngày 11 tháng 6. Tiếp theo là đối tượng Nay Dương, 55 tuổi, dân tộc Gia Rai, chú buôn Ea Block, Cư Pơng, huyện Cờ Long Búc, Đắk Lắk. Đặc điểm nhận dạng của nghi can Nay Dương là sống mũi cao, sẹo chấm cách 2cm trên sau đuôi mày trái. Can này cũng cùng nhóm người thực hiện hành vi tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã, sát hại cán bộ, người dân và bỏ trốn ngày 11 tháng 6. Đối tượng Nay Yên, 53 tuổi, dân tộc Gia Rai, chú buôn Ea Block, Cơ Pơng, huyện Cờ Rông Búc, Đắk Lắk. Nghi can này là em trai Nay Dương, có đặc điểm nhận dạng là sẹo thẳng dài 1cm, cách 3,5cm dưới sau đuôi mắt trái. Nay Yên bị truy nã vì tham gia vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã, sát hại cán bộ, người dân. Đối tượng thứ tư là Nay Tam, 49 tuổi, dân tộc Gia Rai, chú buôn A Đờ Rông Điếc, xã Cư Pơng, Cờ Rông Búc, Đắk Lắk. Nay Tam là em trai của Nay Dương và Nay Yên, có đặc điểm nhận dạng là có nốt ruồi cách 1cm trước mép phải. Nghi can này cũng cùng nhóm người thực hiện hành vi tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã, sát hại cán bộ, người dân. Tiếp theo là Y Khiêng Liêng, 31 tuổi, dân tộc Mờ Nông, chú xã Hòa Sơn, huyện Cờ Rông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Đặc điểm nhận dạng của nghi can này là có nốt ruồi ngay cánh mũi phải. Sáng 11 tháng 6, Y Khiêng Liêng cùng nhóm người thực hiện hành vi tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã, sát hại cán bộ, người dân và bỏ trốn ngày 11 tháng 6 khi bị truy đuổi. Cuối cùng là đối tượng Y Dũ Nhiê, 55 tuổi, dân tộc Ê Đê, chú Buôn Khang, Ea Cơ Niếc, Cờ Rông Bắc, Đắk Lắk. Nghi can này có đặc điểm nhận dạng là có sẹo chấm 2cm trên trước đầu mày phải. Nghi can này cũng cùng nhóm người thực hiện hành vi tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã, sát hại cán bộ, người dân và bỏ trốn ngày 11 tháng 6. Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay những người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an. Cổng thông tin điện tử chính phủ đưa tin liên quan đến vụ tấn công ở huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, rạng sáng ngày 11 tháng 6 đã có hàng loạt đối tượng bị xử phạt và đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc về vụ việc. Ở Đắk Lắk, Công an huyện Ea Hờ Leo đã ra quyết định xử phạt đối với NCC, tên viết tắt, sinh năm 1993, ngụ tại thôn 4,
xã Ea Hiao, huyện Ea Hileo về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. C đã sử dụng tài khoản TikTok cá nhân đăng tải nhiều video không đúng sự thật về vụ tấn công vào hai trụ sở UBND xã tại huyện Cư Quyên và các tiêu đề câu like làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng. Qua kiểm chứng, những hình ảnh video đó là hình ảnh của buổi tập diễn tháng 4 năm 2023. Tại cơ quan công an, C thừa nhận do thiếu hiểu biết, ham câu like và lướt theo dõi nên C đã lấy video máy bay quân sự, hình ảnh không rõ nguồn gốc trên mạng, viết chú thích, đăng tải. Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6, các đơn vị thuộc công an tỉnh đã phát hiện xử lý hơn 100 trường hợp đăng tải các thông tin xấu, độc liên quan đến vụ tấn công hai trụ sở xã ở huyện Cư Quyên. Tại Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu và Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung sai sự thật, xuyên tạc về vụ việc một số đối tượng lạ mặt tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tiến hành xác minh, lực lượng công an đã triệu tập chủ tài khoản Facebook để làm việc. Tài khoản Facebook nói trên là TVC, tên viết tắt, sinh năm 1993, trú xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận trong lúc truy cập mạng xã hội, đọc được thông tin về việc tại Đắk Lắk do chưa tìm hiểu kỹ nên đã đăng tải lên tài khoản cá nhân những nội dung không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng, xúc phạm uy tín của chính quyền địa phương và lực lượng công an. Sau khi làm việc với cơ quan công an, TVC đã gỡ bỏ bài viết và đăng thông tin cải chính. Căn cứ mức độ vi phạm, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt TVC số tiền 7,5 triệu đồng. Tại Bình Dương, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương đã mời làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông NTP, tên viết tắt, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú phường Định Hóa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, do có hành vi cung cấp chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Ông NTP đã sử dụng điện thoại di động để đăng nhập tài khoản Facebook cá nhân tên P. Nguyễn, đăng tải thông tin kích động, gây mất an ninh trật tự và xúc phạm danh dự lực lượng công an nhân dân trên mạng xã hội Facebook. Qua làm việc với cơ quan chức năng, ông NTP đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật và cho biết việc đăng tải chỉ là bộc phát, nhất thời nông nổi, nhận thức còn hạn chế, đồng thời xin lỗi và cam kết sẽ không tái phạm hành vi trên. Còn ở Quảng Nam, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với TR, tên viết tắt, sinh năm 1985, trú thành phố Hội An, Quảng Nam, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân. Theo điều tra, sau khi xem tin tức trên trang Thông tin Chính phủ, có đăng tải bài viết với nội dung truy bắt nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở công an xã tại Đắk Lắk. R sử dụng Facebook cá nhân chia sẻ bài viết kèm với nội dung bình luận sai sự thật, xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức ở trạng thái chia sẻ công khai. Quá trình làm việc, R thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5,5 triệu đồng đối với R. Theo thông tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 5 tháng 7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin hoạt động ngành thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2023, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong công tác đấu tranh với các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, Bộ đã đề nghị Facebook chặn, gỡ bỏ hơn 2.468 bài viết đăng thông tin sai sự thật, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, các thương hiệu cá nhân tổ chức, tỷ lệ 90%. Ngoài ra, gỡ bỏ 3 tài khoản giả mạo các cá nhân tổ chức, khóa 8 tài khoản thường xuyên đăng tải tin giả, thông tin xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, gỡ 55 page quảng cáo, mua bán hóa đơn. Google đã gỡ 5.390 video vi phạm trên YouTube, tỷ lệ 94%, chặn 2 kênh YouTube phản động khỏi truy cập từ lãnh thổ Việt Nam, kênh Nóng TV và Chính sự TV. TikTok đã chặn, gỡ bỏ 407 link vi phạm, đăng tải thông tin sai sự thật, nội dung tiêu cực, tỷ lệ 92%. Trong đó có 145 tài khoản thường xuyên đăng tải nội dung chống phá Đảng, Nhà nước.
Cùng với việc kiểm tra, phát hiện vi phạm, thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng triển khai phổ biến bộ thông điệp trong quản lý nội dung trên các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, TikTok, YouTube. Bộ cũng kêu gọi cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật đến cộng đồng sáng tạo nội dung lành mạnh trên các nền tảng ở trong và ngoài nước, để thông qua sáng tạo nội dung, các nhà sáng tạo đóng góp tích cực vào việc tạo nên không gian nền tảng mạng xã hội lành mạnh, tuân thủ pháp luật, lên tiếng đấu tranh, cùng có trách nhiệm làm sạch nền tảng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.